Dạ em chào cô chú chị nha. Trên kênh chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe. Đây thì nay rất là đông nha cả nhà. Cái đám đầy tháng của con bồ mâm. Lên tí là cái áo quá là đẹp luôn. Đây bên trong thì có chị Ly, chị Phương Lê, chị Hồng Loan cũng đang khách quan để tiếp tiếp khách nữa nha. Đây thì chị Hồng Loan cũng đang tiếp khách ở bên trong. Đây là cái nhà.
thì phía bên cái bạn này thì nói chung là cũng hợp với bên xui của chồng mình bum đó nha, thì em cũng không tiện nói ra, thì cũng chia sẻ như là cả nhà cũng nhớ rồi, thì em quay để chia sẻ đến cô chị nha. Thì lúc sáng thì chú lên chú cũng cũng đúng hương cái nhà cũng cúng kiến ở trong nhà với chị Hồng Loan. Đây nha, nha, em cũng chia sẻ đến cô chú chị được biết nha. Đây thì cái rạp này thì thưa với các nhà thì khi nào mà đám xong rồi thì cũng gỡ rạp đó nha, cũng dựng tạm để dựng tạm cái rạp này để đám ở cái nhà cho nó mát mẻ, thì xong rồi thì cũng dỡ cái nhà. Thì đây là khung cảnh trước nhà của ông Loan, đám đầy tháng nữa nha, đầy tháng con bùm bùm. Đây thì em cũng quay để chia sẻ đến cô chú chị nha. Thì em cũng sẽ quay sơ sơ chia sẻ. Thì trước nhà ông Loan ở nhà đây rất là đông nha. Đông luôn. Anh đã quay để chia sẻ đến cô chú chị nha. Thì ngày hôm nay thì nói chung là đám đầy tháng thì như vậy đó nha. Chị Hồng Loan thì nói chung là cũng có rất là nhiều, nhưng mà chị Hồng Loan thì nói chung là cũng mời bao nhiêu thôi đó nha. Tổng cộng là 63 cái nha. Rất là đông nha. Chúng ta đi chơi nè.